strong. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay trở lại với con game Monster Hunter Now anh em mà. Bữa nay mình đã đi du lịch qua bên Đài Loan. Đây là bán đảo Đài Loan anh em mà. Chỗ này thì nó có khá là nhiều đồ, nói chung khá là nhiều vật phẩm, nhiều quái nữa. Cái khu này là cái khu hồi xưa chơi Pokemon là chuyên ra đánh boss ở đây nè anh em mà. Có tham gia đánh tổ đội nè anh em. Bên này được cái đông người chơi nha. Ủa sao cũng có hai người, ông kia HR tới 30 rồi. Ủa ông rời rồi. Tôi vãi. Chắc đánh hai người, chắc đánh con này không nổi nên mà con này giống con khủng long bạo chúa quá vậy ta. Aniatha, Ani. Cái tiếng gì đọc kiểu gì đấy. Không được rồi, một mình chắc đánh không lại con này đâu, mình sẽ đánh thử thôi ha. Con này tới 4 sao lận, con này chắc phải tầm 4 người. Ủa cái ông kia hồi nãy hình như ông chỉ số của ông là 30 lận, mình mới có 6 à. Nó level 30 sao á. Mình level 6. Chắc là cũng bên này thì cái khu này cảm giác là nó có nhiều địa điểm để săn bắt với lại thu hoạch quặng rồi mấy cái cây thuốc rồi đó, thì bên này nó cũng nhiều. Nó kiểu khu trung tâm hay sao á. Ủa con này nó chơi chiêu quật đuôi nữa hả? Nó kiểu như là nó là khu trung tâm. Ở đây thì máu nó cũng khá là nhiều, nhưng có điều là này phải nhiều người đánh mới được anh em à. Nó có dạng đánh tổ đội nè, anh em có thể gọi là đi săn cùng bạn bè ha. Đó, đánh chung với nhau thì vô sẽ vô chung một cái khung hình để đánh thôi. Thì sắp hết giờ rồi, chắc là không giết được con này, đánh cho vui thôi anh em à. Cái ông kia mới vô rồi tự nhiên ông lại thoát ra, không hiểu sao luôn á. Chắc ông chê mình yếu quá anh em à, yếu sinh lý quá cho nên là ông thoát ra sao á. Rồi fail luôn, chạy mất tiêu nè, chỉ biết đứng nhìn ha. Con này 4 sao không được tiền nào, mà đánh mấy con nhiều sao được nhiều tiền nhưng mà ở đây chứ kêu mình upgrade cái trang bị nè. Ok để mình coi mình nâng cấp lên cái trang bị cho nó mạnh hơn đã. Đây nó có nhiều loại nên mà đây mình qua được cái trang bị loại 2 rồi, nâng cấp lên level 5 luôn đi. Còn upgrade thì chưa đủ. Ở đây bị thiếu vật phẩm nè. Thiếu một cái grid racket, cái loại vật phẩm gọi là cái bờm của cái con khủng long này, một loại vật phẩm quý hiếm dùng để chế tạo thiết bị với lại một vài thứ khác ha. Thiếu cái này với thiếu một cái quặng mờ, một cái quặng quý hiếm luôn, cũng được dùng để dàn thiết bị với lại một vài cái vật phẩm khác. Cái quặng này thì kiếm ở các cái khu rừng nó có địa điểm để kiếm đó anh em ạ. Đây nè anh em, để ý có cái chữ Join Hunt, kiểu tham gia săn bắt nè. Có một anh bạn, từ từ nha, có một anh bạn 38 à, GBB. Hình như là cái này là cái cấp độ sao, tại mình ít chơi nên mà mấy thanh niên đây sao level cao vậy ta. Level 27 nữa nè. Ảo thế nhỉ, mình thấp nhất ở đây à ta. Level 28. Rồi 4 người, một lần đi săn được 4 người. Để xem hai ông kia có đồng ý không. Anh kia có một ông level 6 giống mình nè. Rồi thoát hết rồi. Rồi mình thoát luôn nè. Pukay level 2. À 2 sao. Con này đợt trước mình đánh là có 1 sao nha. Còn vô đây là gặp con này tới 2 sao. 2 sao chắc là hai người đánh được rồi. Đấy. Ông kia ông đánh chung với mình rồi đó. Ông vui kìa. Anh em để trên cái góc phải màn hình là có cái thanh máu của cái ông bạn mình ha. Ủa ông cũng bị mất quá trời máu kìa. Ông vui. Ông đâu rồi ta? Ông đứng đâu rồi? Kìa kìa, đứng ngay trước mình kìa. Ông đứng ngay trước mặt con quái mới ghê chứ. Né qua một bên chứ đánh trước mặt đó không được đâu. Không sao, con này thì 2 sao thì tương đối nhẹ nhàng. Chắc một mình xử cũng được anh em ạ. Một mình đánh chắc cũng được. Rồi. Còn trang bị được cái kiếm có vẻ to hơn, đánh có vẻ xịn sò hơn đó. Hy sinh nha. Đánh con 2 sao này khả năng là được nhiều tiền hơn ông ta. Để trước đánh 1 sao như đâu được 10 đồng phải. Để xem đánh con 2 sao này coi được nhiều tiền. 20 đồng. 1 sao 10 đồng, 2 sao 20 đồng mà ta. Vậy 4 sao là sẽ được 40 tiền đó. Mấy cái tiền này sẽ được dùng để mua mấy cái vật phẩm trong shop ha. Ở đây có hai con thành là con khủng long bay nè. Mấy con này thì đơn giản ha.
Mấy con này gọi là mấy con tép riu thôi hả? Thì cái khu này là cái khu hình như là cái công viên trên bán đảo Đài Loan ở cái khu vực phía dưới đó. Bên Đài Loan thì thấy đa số mấy cái trò mà thế giới thực này nhiều người chơi nên mà. Đây là Friend nè, nó mở cái tính năng add bạn, kết bạn nè. Đây là cái má của mình, anh nào chơi thì có thể kết bạn với mình thông qua cái QR code hoặc là cái má ha. Đây là cái má để kết bạn nè anh em. Đó. Ok. Rồi anh em nào chơi thì muốn kết bạn thì có thể kết bạn thông qua cái QR code ha. Đây mình mới level 6 anh em mà. Ảo thế nhỉ? Mấy ông kia level hai mấy ba chục rồi ớn vậy ta. Ở đây là một số cái con khủng long mà mình đã thu thập được nè, đã tiêu diệt được nha. Nó sẽ ra thông tin với lại những cái nơi mà tìm được mấy cái con này, số lượng mình tiêu diệt nữa, vật phẩm nhận được. Nói chung là kiểu sưu tầm anh em mà, đi săn bắt sưu tầm hay là mở săn được nhiều con không đó, có những cái nhiệm vụ hoàn thiện nè. Ở đây phải đi kiếm mấy cái mỏ mà có xương ấy để mình thu thập nhiệm vụ ba cái mỏ xương. Trong này thì có cái shop ha, mình được có 470 tiền, 200 cái 200 cái gọi là cái gì tím tím này gọi là cái status à. Nó cũng mua bằng tiền nhé. Mấy cái này là dùng vật phẩm hoặc là mua bằng tiền nè, nó có nè. Đó, anh em để dành vật phẩm khi nào cần thiết thì xài, xài nhiều quá tốn ha. Ok, sẽ tiếp tục chiến đấu ha. Grid 3 sao. Mấy ông này toàn level ba mấy không anh em à. Ủa thoát rồi. Thì mình vô mình solo với con này thử xem. Con này giống con rồng đất vậy. Thành lành Komodo. Này chắc là cái con gọi là tổ tiên của con. Ô con này nó có cái chiêu lăn người anh em mà. Mình đứng áp sát nó có cái chiêu đè nè. Mình đứng bên hông nó đè được mình nha. Cái này chắc phải đứng sâu đít đấy. Đâu để mình thử lại coi, mình đứng bên hông rồi tí nó có đè được mình không em. Đó nó có cái chiêu đè này, con này phải đứng sau đít, nhưng mà sau đít thôi mình thoát hả. Có mình đánh không nổi con đấy đâu anh em mà, nhìn cái màu là biết đánh không được rồi. Quá thì sao mấy ông kia ông chơi ông cứ vô ông ra ta chê mình level thấp hay sao á, cứ đợi đấy mai mốt mình lên level cao thì lúc mình chê lại đừng có kêu nha. Con này 4 sao anh em mà, hy vọng là có nhiều người đánh con này. Con này Tobi Kadachi, con này thì giống con sói nha. Từ từ lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mình chờ. Đây có một ông level 37 nè, Anxious. Ông này có đánh cùng mình không? Rồi ngon không? Ông này vô đánh với mình rồi anh em à. 4 sao nha, bằng cái con lúc đầu á, 4 sao mình nghĩ chắc hai người chơi được đó. Nếu mà ông kia ông level 37 thì khả năng ông mạnh lắm anh em à. Ông kia cũng là dòng đánh cận chiến ha. Hồi đấy có một bạn đánh gọi là đánh dòng đánh súng, đánh xa. Con này giống con sóc anh em à, nó bay bay được à. Rồi đang đánh sau đuôi nữa nha, coi nó có mấy con nó sẽ tung chiêu được từ các cái vị trí khác nhau, mình đứng ở đằng sau nhiều khi cũng bị mất máu đó nhưng mà ok không sao. Con này đánh hai người có vẻ đánh ngọt nha, chắc do ông kia ông mạnh. Ồ mình mới hết máu rồi nè, hồi sinh lại có 8 lần mấy cái bình máu là có thể giúp mình hồi sinh lại ha. Vô đánh tiếp mà được có hồi sinh được có 50% máu á, ảo vậy ta. Cái bình thuốc thì có được 50% máu thôi, thôi xong rồi hai người cũng được nhẹ nhàng nè. Mình phải tích cực qua đây săn anh em mà, bên cái khu Đài Loan này nghe có vẻ nhiều người chơi nha. Được đấy chứ, bên Việt Nam mình thì chắc chưa có phổ biến hay sao á. Người chơi 4 sao 40 tiền, đúng luôn anh em mà. Số sao sẽ đi theo số tiền ha. 300 cái này biết chưa biết gọi tên là cái gì ta. Đây nè, vũ khí lên đời vũ khí nè anh em. Nó có một cái loại vũ khí khác nữa nè. Hình dạng thì nó giống nhau nhưng mà mình nghĩ chắc là cấp độ nó sẽ cao hơn. Đó nó có 4, 5 cấp độ gì, 4 cấp độ. Còn một cái cấp độ cuối nữa mình sẽ đi kiếm đủ vật phẩm thì mới lên được hay sao á. Đây mình nâng cấp lên level 5 luôn ha. Rồi, mỗi lần nâng cấp được 5 level thì anh em phải upgrade nó lên. Từ từ, cái này mình sẽ đi kiếm nhiều hơn anh em mà. Ok. Ok thì nếu anh em coi video clip tới thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Chắc bữa nay đi săn thú tới đây thôi nên mà là sau mình sẽ tìm những cái nào hay hay hơn giới thiệu tới anh em. Ok thì chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo.
Bye bye.